Đây là đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh. Đây bên này là điện thờ Đức Phật Mẫu Họ Đạo xã Chà Là. Thờ Phật Mẫu. Ngày thứ bảy đi đóng cửa vắng tanh. Này người trong chùa ta phơi xả phơi ra. Trên chính điện là có thành mấy cái sự tích, chuyện cổ tích cho dân gian Việt Nam. Mình nói về xưa mà quen với dân rồi đánh hổ rồi kéo xe đi đường quán. Cửa thì trạm khắc hoa sen. Rồi ba màu luôn. Giờ mình đi tiếp lên suối Cúc. Hồi một tí. Này là nói về ngôi điện thờ Phật Mẫu bản lưu niệm Bác Thập Thất Ni là 87 năm đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Lễ sinh Ngọc Thảo Thanh Họ Đạo Chà Là. Xây dựng chiều dài 27m, ngang 26, đỉnh đầu chuông 18m. Tổng kinh phí xây dựng là 2.584.673.000 đồng, khởi công 9/9/2009, an vị 2011.